Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho thân tộc, cũng như chị Ba là người đại diện về phía gia đình, và cũng là tổ chức bữa lễ kỷ niệm cho người thân kính mến. Và thưa quý bậc lão thành, quý ông quý bà, cùng tất cả phái đoàn cô bác anh chị em, thật là niềm vinh hạnh lớn lao và chúng tôi được tái ngộ trở về nơi cái ấp Phú Xuân, xã Phú Hiệp, là nơi đây cũng là nơi kỷ niệm khá sâu xa đối với gia đình chúng tôi cũng như đồng đạo. Thật ra khi mà đến tại tức ngôi nhà của cái anh Ba Nhẫn đây thì chúng tôi không bao giờ quên đi những cái kỷ niệm em đềm trải qua 2 năm về trước. Thật sự ra những cái gia đình mà đã có sự giác ngộ tu tập được giữa vợ và chồng thì cũng ít ai được như vợ chồng của anh chị Ba đây. Thật ra thì cái tinh thần chúng tôi chiết tính theo cái thời gian đó, thì những cái số người đã được có phát tâm giác ngộ đi cầu nguyện đâu đây làm tất cả công tác từ thiện, nhưng mà riêng về cái gia đình của anh Ba thì không có ruộng rẫy chi cả, chỉ có nhờ nổi một đứa con để làm ra tiền đó rồi để cho anh được có đi xe buýt đó, có gian chúng tôi để mà rời đây mai đó đi cầu nguyện đó đây. Một cái tinh thần hiếm có của một gia đình khan hiếm về vấn đề tiền bạc, thế rồi anh cũng để theo thời gian và không gian dành riêng cho để làm phân sự của con người. Được như Đức Bình Giáo Chủ cho biết trước là cần hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống, nên vì lẽ mà anh không nỡ để ngồi yên nơi cái mái gia đình để rồi sớm lo ăn rồi chiều lo ngủ, mà trái lại anh đã lo chen vào những cái số của các anh chị em làm tất cả công tác từ thiện. Thì thưa chú cô bác anh chị em, hiện nay đó thì trong cái giới tín đồ Phật giáo của Hảo rất đông, nhưng mà xét qua những cái gia đình nghèo mà cũng như cái chuyện của ông thầy Nhan ngày xưa thì chắc hiếm có được người như vậy. Cái nghèo thế gian này không ai nghèo cho bằng thầy Nhan, mà cái giàu ở thế gian không ai giàu cho bằng ông Pháp Cô Độc, mà đã được sấm thi của Đức Bình Giáo Chủ nhắc lại cho biết trước đó, nghèo thầy Nhan bầu nước đai cơm, tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý mà ngồi ôm bả lợi. Nhớ lại không lòng trong danh ngôn ngạn ngữ ca dao, và đã đường chắc nghe lại rằng một khi qua anh đào đã tàn, không phải vì sự xót thương mà làm cho qua kia nở lại được. Mặc dù anh đã qua đời theo định luật chung của sanh già bệnh chết, nhưng rồi không nở để ngồi nơi đây để rồi thương tiếc mãi vậy đâu, mà lại là chúng ta làm phận sự của con người. Nếu hôm nay mà gia đình được sự giác ngộ chung thì lo cho cái phần linh hồn, trăm năm mà lo giữ mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Cho nên đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Thật ra hôm nay gia đình cũng là noi theo những việc làm cao cả của các vị tiền nhân và các đồng đạo đi trước, cho nên những cái ngày này không ngại gì cái sự khó công khổ não và tốn kém, mời tất cả phái đoàn trở về để chi vậy, để rồi lát nữa đây chúng ta tập trung cùng với gia đình cầu nguyện cho linh hồn được siêu hóa trở về cánh trời Tây Cực Lạc. Thì những việc làm này, những lẽ khó khăn mà lại bài ra cái chương trình trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư là một trong tam hạnh bốn thí, tức là đem cái chương trình pháp thí cho âm siêu dương thế. Những điều này ít có người làm được, các cô bác anh chị. Thì ở đây trong bầu không khí trang nghiêm, chúng tôi dành lại cái thời giờ đầu tiên để lại cho cái phần sau cùng chúng ta sẽ nói. Tôi nói nếu mà hôm nay mà mình nói mà cái thời đầu tiên mà nó quá dài đó hen, thì tải lại cái thời giờ không có gặp lại với số cô bác anh chị em. Tôi vẫn biết hôm nay đoàn của chú Sáu và tất cả đoàn của hai để đây đó là ta đây cầu nguyện rày đây mai đó giờ phút không có ngưng, cho nên chúng tôi tiết kiệm thời giờ chỉ có 40 phút gặp lại số cô bác anh chị em mình. Vậy thì cái lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin đại diện cho địa phương xã nhà đoàn chân thành gửi đến gia đình cô bác anh chị em và tất cả phái đoàn lời biến ăn sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thank you.
thôi, thời giờ qua cũng là ngắn ngủi rồi. Dòng số 1 của Phật giáo của Hàm đã được hai cô độc dân viên và tất cả cô bác anh chị em đã ngâm qua rồi. Tới phận sự chúng tôi là trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư Kính Minh đã lại. Vậy chúng tôi trân trọng kính mời trong hội trường cần phải giữ trật tự chung và đồng thời mang tổ chức đến đây đọc qua lời dạy ngọc của lúc thầy để chúng ta biết được là thơ chứ phú thần tiên vắng bước. Bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, không còn tu hành gặp cảnh vui mừng đổi thay. Cái không tu khổ như thế nào, rồi cái người tu hạnh hưởng an vui là sao? Kính mời ban tổ chức. Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mười cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi toàn thể quý vị mình hiện diện có mặt trong cái hội trường hôm nay. Thôi thì bây giờ trở lại qua cái chương trình thì trong tay tôi thì cũng có cái đề tài, nhưng mà muốn quá quý vị mình là trực tiếp lên thẳng đây luôn để rồi mình gợi ý qua một cái đoạn để đầu tiên trong cái buổi gặp gỡ hôm nay đi. Mời đồng đạo nào cũng được, cứ giơ tay tôi đưa mi ha, nhanh lên, ai đi chậm thì trễ rồi trời chiến sao. Đó, còn hai đồng đạo lên đây đứng hỏi luôn lượt một đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng dịp cái ngày hôm nay là cái ngày kỷ niệm của Thiếp Ma, kỷ niệm của thân phụ của Thiếp Ma, dịp cũng có mời toàn thể cô bác anh chị em huynh đệ độc đạo xa gần cũng có chúc mừng trao đổi thi văn giáo lý của đức thầy. Thì em cháu cũng thành lòng hỏi một đoạn trong cái bài cầu cúng Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên quan hay hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Thiên hoàng như thế nào và liên quan hay hội như thế nào mà mời giải đáp cho tất cả đồng đạo cùng nghe chung. Đồng vô luôn đi mà. Dạ thưa cô bác anh chị em, giờ đây thì cái vấn đề đầu tiên được cháu Phước là người được đại diện cho đoàn ở nơi cái xã Phú Thọ để nêu lên cái bài cúng của đức thầy ở trong năm công nguyện của cô bác anh chị em. Có đôi khi cái số bà con mình có nguyện nhưng mà cái từ ngữ của nó và đồng thời cái chiều sâu của cái ý của bà con nguyện thứ nhất là sao, cho nên dường như cháu nó cũng nêu lên đây. Thì thế này là một lối lưu dân đẳng dân và cũng nằm trong thi văn sưu tập toàn bộ của đức thầy. Những câu hỏi đó được quyền quét vào trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta được đặt câu hỏi nào cũng được nhưng mà nằm ở trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì thưa cô bác anh chị em, giờ đây chúng ta thấy được cái năm công nguyện của người tín đồ lấy cái sự công phu của tại gia cư sĩ trong ban ngôi thờ của quyền thất tổ ngôi tam bảo Đoàn Thâm Kiên. Thì nhớ lại không lầm, ở trong cái bài từ giả làng dân nghĩa của đức thầy viết cái đoạn văn là trễ trơn thầy mắt đi xa thì hỏi thăm hương bộ vậy mà các tu ai có lỡ đi xí sau đó mà trễ bước không đến để gặp thầy để hỏi đó, để làm ơn hỏi ông hương bộ. Ông hương bộ thạnh là người ở cái xà no su lũa, thì lúc bây giờ đó ông hương bộ thạnh chỉ cho phương pháp gì đó là phương pháp cúng lại thôi, ba cúng lại hai buổi sớm chiều cúng lại thôi, cho nên ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Một bài đó là cái bài cúng. Thì thôi bây giờ trở lại nè, giờ đây đó thì cháu nó hỏi gì vấn đề trong năm công nguyện mà Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng rồi Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An là cái nghĩa sao, ở trong đó nào là Liên Hoa rồi Tam Hoàng như thế nào. Ở đây chúng tôi đem cái biết của mình để hòa cùng cái biết cho cô bác anh chị em mình trình bày thôi. Ở đây nó năm con nguyện mà con nguyện thứ nhất đó là con nguyện cho quốc thế dân an, tức là cầu cho ba vị tam hoàng là bị ba vị vua nằm trong ba cõi đó cô bác anh chị em, ba cõi. Hiện nay đó cái thế giới Nam Châu đó người ta chưa có đất thấy được một gì mà minh chủ, tức là một vị vua trong nước, cho nên chẳng qua là Nam Việt du dương nên tai ách xảy ra thảm thiết. Nam Việt đất nước hiện nay chúng ta chưa có vua đâu. Phi phi bỗng sức mặt bình long, dụng lối bá gia, bá nha réo lạc hồng, chẳng cám cha còn mà con chẳng biết, phải nhờ đạo đức mới tường thông.
Hiện nay vua bác anh chị em à, đất nước hiện nay chúng ta là mới có chủ quyền rồi, không có vua chúa, cho nên vì lẽ các con nguyện thứ nhất là cầu nguyện, cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho chúa của mình sớm trở về hồi phục đất nước Việt Nam. Và đồng thời trong tam hoàng ngũ đế khi xưa đó, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng là tam hoàng ngũ đế đó, là phục khi thần Long Quỳnh đế ông Nghi Ông Thứng là năm cái thời kỳ đó là năm thời kỳ ngũ đế đó, gọi là tam hoàng ngũ đế. Mà hiện nay đó cái cầu cho thiên hoàng là ám chỉ cho cái cõi trời của bác anh chị em à. Hiện giờ đó sở dĩ đức thầy muốn đem cái câu nguyện thứ nhất là cái câu nguyện đó để cầu nguyện cho ba giới, ba cái cảnh, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng một môn mười một cửa xem thấy ghi hồn cho trần coi thử có mà hay không, rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian ấy, là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thông quân. Ở đây là thầy muốn cầu là cầu cho cái giai đoạn thượng cổ đã sắp tới rồi, cho nên thầy cầu cho cái thời thượng quân sắp tới đây là có ba vị, nghĩa là ba cõi thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, là ba cõi, là ba vị vua đó đã sắp trở về cho đất nước Việt Nam. Cho nên từ đó hôm nay đó, thường thường mỗi khi cái tục lễ lớn ở tại địa phương đó, người ta tổ chức tục lễ cầu nguyện cho quốc thế dân an, cho đất nước sớm được thanh bình, muôn dân an lạc. Nhưng mà cái ba vị này đó chưa có trở về, cô bác anh chị em à, khi mà trở về là nhờ năm con nguyện tha thiết của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên muôn triệu con tim đó, mỗi một cái đêm đó chúng ta đồng chung từ 6 giờ đến 7 giờ tập trung đó, nhà nào cũng đều có hương đăng rực rỡ và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Cho nên giọng thanh minh đức rạng khắp muôn loài, ban phước xuống khi nhân lành mau bớt khổ. Cho nên tu cầu thượng gió hòa mưa an hòa, nhân vật phước thừa trời ban, ai cũng có một cái tâm niệm chung là mọi người được an lạc như thế này chúng ta có thể tu hành được. Cho nên từ đó hôm nay đó, chữ thiên hoàng là chỉ cho cái cõi trời. Cho nên từ đó hôm nay đức thầy viết ở trong cái bài mà trao lời cùng con táo đó, và cái bài không buồn ngủ, đức thầy cũng thấu lộ cho biết trước đó, hiền lành chừng đó sương dày quân thần cộng lạc mà mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định thân, thiên hoàng mở cửa các lên. Như vậy là ba vị cõi đó, địa hoàng cũng mở mới từng một môn, trong cửa mười cửa xem thấy ghi hồn cho đằng coi thử có mà hay không, rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công. Vậy là ba vị này đó khi mà trở lại là đất nước Thái Bình thịnh trị rồi, an lạc rồi, trở lại rồi. Cho nên từ đó đức thầy cầu là cầu cho ba vị tam hoàng, là ba vị ba cõi. Cho nên hôm nay đó đức thầy dùng cái danh từ rõ ràng là tam cõi hội hậu sử diệt bất miên, hai hồn đổ xác cái cõi tiên đem về. Ông Ba Thớ là tác giả Kim Cố Kỳ Quang, sau này ông cho biết trước là trong ba cõi tới đây đó để mà hội công đồng, để mà phán đã xử những kẻ hung hăng tồi tệ, mà thưởng là thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Cho nên từ đó là đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên với thánh, là sau này đó cái cửa từng trời của đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ngài mở cửa từng trời trên, và đồng thời để rồi ban thưởng cho các vị tân tiên, các vị mà tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đây nè, họ đã đắc quả tiên rồi, quả thánh quả Phật đây, cho nên đặng ban thưởng Phật tiên với thánh. Cho nên từ đó hôm nay mình yên tâm, cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, chúng ta ráng là tu cầu cho nghĩa là thế giới hòa bình, muôn dân an lạc, là hàng đêm nào cũng có cầu nguyện y như vậy thì kể như lo gì. Cho nên từ đó hôm nay đó đức thầy cho biết trước là cùng lo bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tồi, trên có Phật trời so diệt thế, dưới đầy cơm áo lão gì ngôi. Chắc rằng một ngày giờ nào đây đó cái thượng cổ gần rồi, cho nên thầy cho biết trước là thượng cổ gần hồi nên xử lối theo nhà Phật giáo phải như keo cái thượng cổ gần hồi rồi. Và tám câu trong cái bộ xước của Phật thầy Thế An cũng nói qua cái thời kỳ thượng cổ sắp tới rồi, cô bác anh chị em à, đạt đã hoàn khai kế nghiệp truyền, chư mang hành thiện hiếu di tiên, ngao du thế giới hoàng sanh chúng, quý tiện trí ngu trạch nhân hiền, trong di phục thủy an bá tánh, thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên. Thượng cổ là cái thời thượng cổ hoàng là trở lại, chứ ư là hẳn là như vậy, tức là thời kỳ thượng cổ sắp trở lại là hẳn là như vậy. Vậy cho nên từ đó hôm nay đó mình ráng cố gắng tu tu nặng mà sống trong cái thời kỳ thượng cổ tới đây, tu cho sống sót mà coi coi người thượng cổ thẳng hoảng hoài tài ba, dựng nên quốc tịch dân hòa, ngoài đường mỹ tục thì trong nhà đó thùng không à. Đó cho nên thời gian này là thời gian mình đang tu cầu, cho nên từ đó hôm nay mình thấy được qua cái giai đoạn tới đây đó, thì cô bác anh chị em biết là không làm có ăn,
không lo có mặt các cô bác anh em, không phải như bây giờ đâu. Không mưa không nắng xôn xao, không làm run rẩy ngôi cao tranh vàng, không ăn phủ thế tràn ràng, không lạnh không nực mà thanh nhàn một nơi mà. Cho nên thương đời làm ruộng không trâu, lúa thời khỏi cắt đã ở đâu lăn về. Mẹ đế con lúa kia khỏi lắm mọc tự nhiên trong chúng ruộng đồng. Và đến chừng có gió thổi lòng tự bay thẳng vào trong kho dựa. Đồng ý không cho anh Đào hóa tay à? Dạ. Cho nên sau cái thời kỳ sau này đó, không có mặn mà có ăn đó, không lo có mặt, để chúng ta sung sướng cuộc cả cái cuộc đời đó, để rồi chúng ta thảnh thơi nhàn nhã coi trong cái ngày đại hội Long Hoa, vừa là giữ trong cái đời thượng ngôn thánh nước mà vừa là giữ cái đại hội Long Hoa của Đức Di Lặc Từ Tôn sắp mở tới đây. Cho nên từ đó cái cô Liên Cẩm Hồng về cơ đó nói trong cái quyển đời thượng ngôn, lập đời thượng cổ đạo cao thâm tam giáo quy nguyên định chẳng lầm, chánh pháp hoàng khai ngô Di Lặc quần tu phổ độ sắc quan âm, tam thiên ngũ hiệp quy lại thế thất tập nhị hiền tụ giáng lâm, bốn hướng từng du công thánh mẫu bàn đào mở hội đối đóng liên căn. Và một lần nữa ở trong cái chuyện hứa sử có chép lại, khi mà Diêm Chúa bắt lầm hồn của hứa sử rồi thì mới tha hồn trở về nhập xác, và nhắn lại với hứa sử rằng rài ngươi trở lại dương trần, rằng ta nhắn bảo nhân dân trên đời từ đây sắp xuống khổ nạn, đến sau đó hoại kiếp tiêu tan đất trời, sau đi Di Lặc Phật ra đời, ba trường thiết pháp độ người thiện căn, phước duyên thọ mạng bộ tăng, Long Hoa tranh quá mặc ăn lo gì đó. Như vậy thì đến cái thời kỳ Long Hoa tới đây, do Đức Di Lặc Từ Tôn sẽ nối cái gậy vàng của Đức Từ Tổ Hữu Thích Ca Mâu Ni để mà điểm đạo đó cô bác anh chị em. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng, vừa là tu sống trong thời thượng cổ mà cũng vừa là chúng ta giữ cái đại hội Long Hoa. Cho nên từ đó hôm nay hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức được hòa chân Chúa, hay lập rồi cái hội Long Hoa nặng có hiện đức được là bao nhiêu. Thì thưa cô bác anh chị em, thời giờ có hạn là chúng tôi trình bày theo cái phần tản văn của cháu mà Phước ở tại xã Phú Thọ, thì hỏi chúng tôi nói về vấn đề mà Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng là gì. Thì chúng tôi trình bày trong ba vị, trong ba cõi. Từ cái ba cõi đó đó là mình đang cầu nguyện cho cái thời thượng môn sắp tái lập rồi. Cho nên từ đó hôm nay mình mới cầu là ba vị Tam Hoàng, Liên Hoa Hải Hậu. Liên Hoa là Long Hoa đó, chứ Liên là ám chỉ cho tất cả chữ là Long Hoa. Liên là bông sen nhưng mà nói tới đây là Long Hoa. Hải Hậu là hội Long Hoa sắp đã mở rồi. Cho nên từ đó Liên Hoa Hải Hậu. Thượng Phật Từ Vi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Thượng Phật là một vị Phật mà khi mà đã tu đắc được đạo rồi, gọi là một có trong tứ quả thánh đạo. Đó là Đức Vua Minh Vương, Đức Vua Minh Mạng khi xưa đã quy y theo Phật mà tu. Cho nên trong giảng 11 hồi của bác anh chị em nào có coi đó, sau khi mà ông Vua Minh Vương ông quy y theo Phật rồi, Đức Phật mới hỏi đó, thì tới sao hoàng đế tu thân làm gì? Thì lúc bây giờ Đức Vua Minh Mạng mới trả lời là hôm nay ngài đã biết sám hối rồi, Việt Nam mất nước tại thì nơi tôi, bây giờ tôi biết lỗi rồi, quy y cùng Phật cho tôi nói đời. Thích Ca nghe nói thương ơi, Minh Vương biết lỗi nước thôi mất rồi, nếu mà như muốn phục hồi thất thập niên mới lập đời như xưa, thế vậy thì phải quy y theo, để nói theo cái truyền thống của các vị vua chúa khi xưa, để mà nói là chăn dân trị nước. Cho nên từ đó Đức Vua mình tu chúng một trong tứ quả thánh đạo đã. Cho nên gọi là Phật Vương Độ Chúng, ngồi một nơi mà một vị vua phó nghĩa là tầm mắt thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ngài nghe xa như vậy là. Cho nên từ đó mình mới quy y theo Phật. Phật Vương Độ Chúng ám chỉ cho ông vua làm Phật, tức là đã chứng quả một trong tứ quả thánh đạo rồi. Cho nên từ đó mình hãnh diện ráng cố gắng tu, nên mà sau này làm dân Phật quốc hưởng sự thế bình mà. Thôi thời giờ có hạn là chúng tôi chú thích theo từ ngữ à. Vậy thì cái từ ngữ của cháu Phước đó chúng tôi trình bày vậy là Liên Hoa Hải Hội là Long Hoa, Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An, tức là bộ vị Phật. Hoặc Phật ra đời, Đức Thầy cầm ghế vàng để đồ cho biết trước đó là có ngày mở rộng vi khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân, quyền cơ máy tạo sôi vật, đồng về Phật cảnh mười Phật xin tôi. Ôi thầy giờ có hỏi chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu của mình. Đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết là chúng tôi tranh thủ nói muốn hụt hơi. Tranh thủ quá cỡ. Nhá ra thầy ba đề tài chúng ta kết thúc được rồi đó. Nhưng mà giờ đây cũng còn 10 phút 15 phút và chúng tôi tranh thủ cái thời giờ cái đề tài cuối. Có lẽ là đề tài này là đề tài thứ tư ha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ chúng tôi đọc lại nguyên văn của đồng đạo chúng chủ hỏi là: cuộc đời như cá trong lờ, thập tai vô mắt, còn kẹt hôm bao nhiêu tâm não góp gom,
dặn dò kỹ lưỡng trong ngôn pháp luật. Dạ con nẻ đâu à, có phải nằm trong bài từ giả bổn đặt nơi Đức Thầy viết vào ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940 gồm có 156 câu và 58 câu mà đồng với cái bài dặn dò bổn đạo? Đồng đạo chỉ ra có hai câu à: tồn đời như cá trong lờ. Mà cá trong lờ là cái gì? Để thôi, cái phần xuất xứ xong rồi, giờ đây chúng tôi tới cái phần chú giải. Tồn đời ám chỉ cho cái cuộc đời hạ nguyên cuối cùng đây đó, nói chung cả nhân loại đại đồng, cả thế giới năm châu, người sống trong cái quả địa cầu này thì thầy dùng cái danh từ chung đó là danh từ là tồn đời, nghĩa là người ở trong cái tấn tuồn giả tạm thế gian này, cô bác anh chị em. Cho nên từ đó thầy dùng cái danh từ là tồn đời. Nhưng mà cái tồn đời này đó, thầy dùng cái danh từ là như cá trong lờ, nghĩa là con cá nó nằm ở trong kẹt ở trong cái lờ rồi, nó vô ra là loạn rồi. Tôi nhớ lại không lầm ở trong cái lời của ông chú Hai Mù Tiễn khi xưa lúc ông còn sống đó, ông nói con cá ở trong lờ chặt chờ con mắt và con cá ở ngoài nó muốn mắt nó muốn vô, con cá ở trong nó mắc kẹt nó muốn ra mà ra nó xoay nó nổi mà con mắt nó mà đỏ con mắt luôn của bác ấy, nhưng mà ra không được đó, mà con cá ở ngoài nó tưởng nó sung sướng, nó nói mày ở trong này sung sướng quá, thành ra nó xoay nó đi vô, nó muốn đi vô. Cho nên ông mới nói hai cái câu là con cá trong lờ chặt chờ con mắt mà con cá ở ngoài nó mút mắt nó muốn vô, nó thấy ở trong lờ muốn sung sướng lắm rồi. Thì ở đây chúng tôi xin thưa, hiện nay ai đều có nhi thê đế tử vợ chồng đấy đó, thì chúng tôi mới nói chung là hiện giờ chúng tôi nó cũng y như vậy, cũng cư sĩ tại gia như bà con đây. Nếu ai lập có hoàn cảnh chung trong cái hoàn cảnh tại gia cư sĩ có gia đình nhi thê đá tử đó, thì chúng ta thông cảm cho các con nói của các ông chú Hai Mù Tiễn. Ông nói rất thì chính xác này, người nằm ở trong con lờ nó như con cá trong lờ cô bác anh chị em ạ, nó xoay nó muốn đi ra mà xoay đến nỗi mà hai con mắt nó đỏ ngòm luôn ra không được, mắc kẹt ra không được ở đó. Nhưng mà có cá ngoài nó tưởng nó sung sướng lắm, mấy ông tu sĩ chưa có gia đình nó mới nói chắc là ông Mười Loan có gia đình ông tu thấy ngon quá, phải mình làm như ổng hướng dẫn tu cũng ngon lắm mà. Nhưng mà vô thử coi biết vô trong là mới biết liền cái gì đó, vậy đó. Tôi nói cô bác anh chị em mà nhớ lại trong kinh Phật có nói là nhân thiền thê tử ư thê tử thẩm ư long ngục hữu tán thích chi kỳ thê tử du diễn đi chi niệm. Ngài nói người cái bị vợ con ràng buộc còn hơn ở trong cái lao tù, trong lao tù còn có cái ngày phóng thích, nghĩa là còn hết cái ngày mãn hạn, nhưng mà vợ con ràng buộc thì đời đời kiếp kiếp khó mà ra. Cô bác nghe em nó khổ vậy đó. Cho nên từ đó hôm nay mình biết được đó, vô quan trái bất thành phu phụ, đành rằng trong kinh Phật nói rằng không quan trái thì không thành vợ không thành chồng. Nhưng mà khi đã có rồi đó, cô bác anh chị em biết ráng đàn ông tu niệm nhớ nghe đây, con vợ quan gia đã lỡ gây, tức là lỡ mình gây rồi, lao khổ hiểu rồi thôi ráng trả nhọc nhằn được biết, chớ nên gây đừng có gây thêm nữa. Đường đời là khổ cần nên lánh, cửa đạo sớm vào quả khỏi lây, muốn đặng công thành nên chánh quả, khổ lao giỏi gót ráng theo thầy. Cô bác anh chị em thấy thầy viết 8 câu này mà trong thi văn sưu tập bây giờ không có đem vô, mà tôi đọc đây là đọc cái bài thi văn sưu tập toàn bộ lần đầu tiên ấn lót đó cô bác anh chị. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng nghe, tồn đời với cá trong lờ, thiệt là người nằm kẹt cái trống rồi đó, không có đường ra đâu con, khó mà ra cô bác anh chị em. Bây giờ đó Đức Thầy dùng cái danh từ là thập tai du bắt, còn ngờ kẹt không. Thập tai du bắt là lấy ra liền cái gì, nhưng mà ngạc con cái còn ngờ, nhất là ngờ là gì, là nghi ngờ. Đó, cho nên Thầy đã cho biết trước cái phương pháp để mà thoát ly trong cái cảnh sinh tử luân hồi. Nhưng ngạc con cái mình nan nghi, tức là mình còn nghi. Đó, cho nên đó là Thầy cho biết trước tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm nó cũng kỳ cho dân. Thầy nói là tu mà còn sợ thầy gạt, lão nào có bài điều ma nghĩ mà gạt đường bốn đạo chúng sanh, hay dạy dân nào có gạt đường chi dân, ngài không có gạt. Nhưng gạt con cái là mình thọc ta vô bắt, còn ngờ gạt không, còn ngờ dân, còn nghi nan. Nói vậy chứ thầy dắt mình đi Tây Phương mà không biết có đi không nữa, ví dụ vậy đó, đi nữa không, ví dụ vậy. Cho nên cô bác anh chị em tin rằng Đức Thầy chúng ta từ ở cõi Tây Phương cực lạc bên kia trở về đây mà dắt mình đó là không lầm.
nghe điên dại sao đầy thơ thảnh đây, chữ đây là thầy chỉ cho thầy đó, chỉ đường cực lạc vãng sanh. Phải không thầy ấy mới cực lạc mà thầy tới giờ đây mà, hay là tìm cực lạc đó, đây rành đường ngõ, hãy mau mau đó tu tỉnh với màu. Vậy thì giờ cô bác anh chị em mà đức thầy có sứ mệnh lâm phàm dân hai vị giáo chủ kia đó là đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và đức Phật A Di Đà, cho nên từ đó hôm nay chúng ta ráng đặt niềm tin đức thầy chúng ta làm vị Phật có cái khả năng đưa chúng ta đến cái chỗ mà Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Cho nên nghĩa là đức thầy đó nó muốn tu tỉnh nay đà gặp bổn đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác định bảo ta truyền dạy. Phải không? Ngài đó có xác định của Phật A Di Đà mà. Cho nên giờ đó hôm nay mình đang cố gắng tin tưởng thầy, rồi làm theo cái phương pháp của đức thầy để đưa con người thoát đi qua cảnh sinh tử luân hồi. Đó là phương pháp tịnh độ tâm, tức phương pháp niệm Phật và phương pháp bát chánh đạo của bác anh em. Và đây chúng tôi đọc lại nguyên văn của bác anh em mà, cũng như hai đệ đã có từng đọc rồi đó, để tránh khỏi luân hồi bỏ cuộc đời lầm than quạng quạ, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, ghi nhớ công ơn đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng sắc thân do tứ đại là đất nước lửa khí tạo thành, và sống môn gì cũng sẽ bị tan rã. Được như vậy ta tránh mới tránh được các sự xúc động, mà các mối dục tình, tránh điều bị khổ do nó gây ra. Đó là phương pháp của đức thầy đưa ra đó. Đó, nhưng mà chưa, bây giờ đến cái môn hoàng diệu của đức thầy đưa ra là tri khổ đoạn tập chứng diệt về tu đạo nè. Đức thầy đưa ra phương pháp là tâm môn hoàng diệt, nếu ta tìm được con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, không lòng hận giận chẳng giả các kênh chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang khỏi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt. Hễ vô minh bị diệt thì hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, thọ tạm diệt, thọ tạm diệt thì ái diệt bảo thủ diệt, bảo thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt lão tử diệt, ấy là giải thoát vậy. Đồng ý. Vậy là cái phương pháp của đức thầy đưa ra, nhưng mà chưa, còn đó cái phương pháp thứ ba nữa đó là phương pháp chánh định của một trong bát chánh đạo. Con người không chịu tìm hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. Nếu ta lấy sự thiền định mà phá tan mạo minh che phủ thì ta sẽ thấy rằng con người ở cảnh giới ấy hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi, và sau khi ta dùng sự chánh định mà phá tan khác làn sóng thị dục lôi cuốn ta và néo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng tự trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm mô cảnh ngại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần mà lần bước đi đến cõi giải thoát. Tạm ơn cho đạo phá tan nổi đi. Không làm sao nó hết được à, cái lời của đức thầy. Vậy thì đáng ra đức thầy đưa ra cái chương trình, vậy thì tiền cực lạc đây rành đường ngõ, thầy đang rành đường ngõ lối chỉ hướng cho chúng ta, mà chỉ có cái là chúng ta đạt được cái niềm tin thôi đó. Để chúng ta tính di đạo năng công đức bổ, đến năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng vượt sanh tử hải, tính năng thành tựu đạo bồ đề, tính năng đó là đắc quả tam ma địa, tức là cái người khó được tin tưởng được y như vậy thì chúng ta mới có thể trở về cảnh giới của Phật A Di Đà. Đó, tin Phật đã tu hành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành, tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu khiếp được, tin mình cũng siêu, tin càng mạnh càng tiêu khiếp được, tin càng sâu càng được vững tâm, có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Đồng ý không cho đâu các ta giờ. Thôi không làm sao nó hết được. Vậy thì giờ đây chúng ta ráng cố gắng vững theo niềm tin đó để chúng ta vượt trên cái biển sanh tử luân hồi. Vậy thì rõ ràng là tuần đời dưới cá trong lờ, thọc ta vô mắt còn ngờ cát hôm, ngờ là ngờ giật trong cô bác anh em mà còn nghi năng. Thì thôi thời giờ có hạn, vậy thì hai câu rồi chúng tôi lấy cái phần chú giải là thiếu đi phần hình. Cho đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thôi bây giờ mời cô bác anh chị em ở lại gì lát nghe, cho chúng tôi có đủ điều ở phần sau. Nhiều nãy chúng tôi có nói đó, cái lời nói đầu chúng tôi tạm dừng để là cái phần sau chúng ta để có sách tấn lẫn nhau để mà tu tập. Thì thưa cô bác anh chị em, giờ đây chúng ta gặp lại là cái bầu không khí ngồi chung như thế này nè. Nhưng mà bây giờ đó, ngày này, tháng này, giờ này y như vậy, nhưng mà chắc rằng cái qua năm chúng ta chưa chắc phải được ngồi chung như vậy đâu cô bác anh chị em. Không dễ đâu à. Cho nên vì lẽ mà giờ chúng tôi ráng cố gắng ngang, mình tu theo thời gian và không gian, không phải là vấn đề là cái việc mà mình chối đâu, mà là mình nói cho nó rõ ràng là kiếp sống vô thường, không hẹn ngày mai cô bác anh chị em. Cho nên mình ráng cố gắng. Tôi nhớ lại cái mẫu chuyện khi xưa ba vị tỳ kheo được cái sự mà ông trưởng giả nuôi dưỡng cho được 3 tháng rồi trước khi từ giả, thì ông đã đưa lên ba cái câu vô thường. Cái ông thứ nhất nói rằng thưa với ngài,
cái sống vô thường mà tôi nhận thức mà tu đến ngày nay đó là Đức Phật nó kim niên ẩm thực diêm tiền hội bất tri lai niên hữu thiếu thời, nghĩa là năm nay ăn uống chung cùng gặp nhưng mà không biết sang năm đó thiếu mặt nào, chưa biết sang năm đó là tôi ha thiếu mặt à quý vị chắc mặt nha. Thì ông Chuẩn Giả nghe nói vậy ông lấy làm khoanh tay cúi đầu, nó tràn ơi vô thường gì mà mau quá, mới có năm nay qua năm chưa chắc là gặp lại, xin nhận câu này đi học. Chà ồn quá ồn. Thì thưa quý vị, trong lúc bây giờ đó cái vị kia vừa ngồi xuống thì cái vị thứ hai đứng lên. Đứng lên thưa Chuẩn Giả, anh Su Vinh tôi nói cái vô thường một năm tôi nghĩ nó quá xa. Vô thường theo tôi nhận xét mà tôi bây giờ đó là vô thường chỉ có một đêm thôi à, chứ không có một năm đâu. Cho nên cái ông này ông đưa nên cái câu là kim giảm thoát hạ hài hòa miệt bất tri siêng minh siêng bất siêng, nghĩa là ngủ rồi già giới cổ ra sáng ngày thức dậy biết rõ mà đặng không. Bây giờ vô thường á là trong kinh nói tuổi cái đôi dài bỏ nó mà lên giường ngủ chưa chắc sáng ngày ngồi dậy mà sợ đâu. Thì ông Chuẩn Giả hết hồn, ông nói tràn ơi hồi nãy sư huynh kia nói một năm tôi cũng sợ, thầy nói có đêm, thôi xin nhận câu này đi học. Thì mới vừa nói xong vị thứ hai ngồi xuống, vị thứ ba đứng lên. Thưa cho Chuẩn Giả, hai sư huynh tôi nói vô thường một năm một đêm tôi nghĩ nó quá xa. Theo tôi nhận xét vô thường nó chỉ một sát na, một cái hơi thở tích tắc mà thôi. Cho nên từ đó ông mới nói là giá khẩu ý khí nhiên bất khứ, bất kỳ tấn lai bất tấn lai. Một khi hơi thở thở ra, hít vào chẳng đặng thì ác là mạng vong. Yeah. Thôi giờ có hạn vậy thì trước khi giải biệt cho cô bác anh chị em một lần nữa, chúng tôi xin đệm lên 6 câu của ông bà Thới để làm một cái kỷ niệm chung nha. Việc đời không nhớ là hay, mà việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn. Làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như còn Thái Sơn. Dạy đời lấy đạo là không, mà lấy đời dạy đạo là chôn lấy mình. Thôi trước khi ra về một lần nữa, không quên đốt nén lòng nguyện cầu tam bảo quan trên đức thầy giá trị hộ độ hương linh quá cố, cũng như cửa quyền chung chúng ta về cõi âm sau khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo đồng được siêu hóa trở về cảnh năng lành chư Phật. Và cái quả dung chúng ta đồng hết tâm bồ đề giống mảnh tinh tấn tu hành để rồi làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều đột mát, quét rửa tấm lòng cho trong sạch để đi đến chỗ giao điểm của đức thầy là mau chân bước đến Long Hoa hội chầu Phật và vui cõi đại đồng. Để đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.